Hello các anh em, quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình để quay trở lại đây. Đây là những chuỗi ngày chạy KPI của tôi. Đi, máy vô quả map này tôi phải làm anh em cho một quả kỹ năng anh em phải học hỏi nha. Từ để kiểm tra cái. Ok. Anh em xem kỹ năng này mà học hỏi nha anh em. Kỹ năng này là một cái kỹ năng khi dành cho T3 và T12. Trong, S12 chứ, T12 má ảo. S12 trong map này nha. Anh em chuẩn bị tập trung. Tôi chỉ làm lần duy nhất, tôi làm lần duy nhất thôi nha anh em. Nhìn kỹ. Đấy, anh em thấy gì không? Đây là một quả kỹ năng khởi động với gọi là siêu cấp tốc trong map này dành cho S12 và T3 nha. Anh em nào có cần tôi hướng dẫn thì tôi đọc skill cho nè. Là anh em đầu tiên là anh em bấm gì slash, sau đó anh em kéo nitro cộng cái ESU, đúng rồi. Là anh em có thể làm được cả khởi động như vậy nha. Vô map này anh em có S12 với T3 làm kiểu gì là bảo đảm là có T5 cũng sợ T5 khởi động trong map này luôn rồi. Khởi động một phát một cái là mất tiêu tem hết trơn rồi. Tôi trên đây chỉ còn có mình tôi thôi. Có bạn kia bắn cực chí theo tôi với người ta. Vì cũng căng ấy. Không biết làm quả đó có cái lục gì mới không ta. Bạn sau lưng tôi cũng dí cũng gắt lắm nhờ. Cái này mà chắc tôi lỗi cái là ông đó lên liền á. Nãy giờ mọi người thấy là tôi chạy kiểu làm biến siêu chuyển hướng là mọi người hiểu rồi đấy. Trời ơi, khúc cuối làm cái siêu chuyển hướng cái nó lỏ. Trời ơi, vậy mà sao dám hướng dẫn kỹ năng cho người được chạy. Phải chữ hiểu chứ. Đủ, má làm cái đó thôi mà cũng hạ kỷ lục chữ vậy. Ê, bình thường tôi đua map này là cũng là 1 phút 34 phút 35 á. Làm cái đó một phát một xuống tặng 1 phút 30 luôn á. Ồ, 1 phút 32 luôn chứ. Wow, anh em áp dụng nha, áp dụng gấp. Ok, sau trận trước hôm nay chắc tôi nghĩ là tôi cầm F12 đua luôn. Ok, vô cũng đúng map F12 phết này. Này chắc có cảm giác đua F12 mới làm cái kỷ lục cũng cao. Cho nên hôm nay tôi sẽ chiến ganh bằng F12 nha mọi người. Let's go. Má anh em không có biết nghe cái tiếng con chim đang kêu vậy. Không biết sao nhà tôi dạo này hơi nhiều tiếng vặt tí, anh em thông cảm nha. Ghi âm mà có lỡ ghi vô mấy cái tiếng đó anh em thông cảm. Tại vì nhà tôi cũng một dạng là dùng cây cối đồ nhiều cho nên nó cũng động vật đồ thiên nhiên như sở thú vậy mọi người thông cảm nhé. Trận này cũng ba của S12 ạ. Ồ. Với trận này có ai cạnh tranh với tôi không đây? Cà phê, nghe tên đã vậy. Đủ, có bạn nữ đó đua căng ấy nè. Mấy chàng này có ai, có đối thủ rồi. À, bet lên, đi chô luôn nè. É xú, quá liền. Ê, mất kiểm soát. Ê. Má hợp, thấy tôi phải xử lý kinh hồn. Đấy, pha đó, ai làm được như tôi. Xử lý phải gọi là không đụng tường mà đụng miếng nhẹ cũng ok đó. Mà qua được bạn đó. Má chắc đâu bạn đó kiểu mình làm pha đó nhanh quá, bạn đó bị quản gì mà mất tiêu luôn rồi, tụt xuống top 3 luôn rồi, bãi chữ vậy. À, lên là top 2 kìa. Xe đút trên không nè. Xe này thì anh em có thể spam đi chơi trên vạch tăng tốc nha. Tốc độ là bằng xe đút luôn mọi người. Ủa rồi, bạn kia đâu rồi? Ủa sao xa đuôi dữ vậy? Nãy là đuôi cắn mà trời. Đổi cái bị tua xa vậy. Nè, khúc này lại. Ôi, sao mà lỗi được? Sao mà lỗi hai lần được?
Trời ơi, không ai lỡ chứ hai lần trong một dòng sông đâu. Trời ơi, khúc cuối mà còn lỗi nữa, vãi chữ nữa chứ. Để xem cái lục như đây. Đủ máu 1 phút 33 luôn, vãi chữ gì. Hồi nãy em thấy tôi lỗi nặng, vãi cứ cũng được 1 phút 33. Má, hồi nãy ông lỗi chắc cũng được phút 30, 31 á. Vãi này chứ, hôm nay tôi đua lên trình anh em ạ. À. Má, hôm nay vô tình tôi đua cứng vậy. Ghê, ghê, ghê. À, hôm nay để tôi test thử con S12 vô map này luôn nha. Tại con S12 tôi mới vừa thấy được cách chạy trên TikTok trên map này cũng khá là mạnh mọi người. Nên tôi test thử luôn nha. Thường thường tôi chạy map này tôi chạy băng phách không rồi. Để anh em mong là xem coi trận này làm đi quả kỷ lục nữa. Nãy giờ hai cái video của tôi làm kỷ lục tôi hơi bất ngờ nha. Má, mà nãy giờ anh em có nghe tiếng mấy con gì nó kêu không vậy? Má, tôi mong là anh em đừng có nghe nha. Nếu mà chắc tôi lên video tôi xem coi lúc tôi làm chỉnh sửa video lại tôi xem coi nó có ấy không thì tôi sẽ lọc cắt bớt mấy cái đoạn mà tôi không nói chuyện nha. Để cho nó đỡ ồn nha mọi người. Tôi chỉ để là những cái đoạn mà tôi nói chuyện thôi. Má sợ ồn quá. Đúng là trong vùng quê nó cũng có cái khổ đó mọi người ạ. À. Phải chữ hay chứ. What the fuck, chú gì nâu làm vậy? Má, gì nâu làm cái chó vậy? Mẹ mày ảo à. Này thì tranh chấp với em, anh dám đua như thế là chết nhá. Mày nhìn S12 to không? Mày to không? Mày dám chê kiểu đấy. Thì non nhá, cho dù mày gì nâu đua cũng là S12 đâu. Gà. Yeah. Lâu lâu gáy tí mọi người. Mà téo hình khứa hồi nãy này chứ. Mà sao nó mất tiêu luôn ta? Nó lỗi cái nó cút luôn nãy tranh chấp kia lắm mà. Trời ơi lỗi. Rồi tôi thấy chàng này không có cái lục rồi đó. Ê mà không á, hên xui hên xui. Má hồi nãy pha hồi nãy lỗi vậy mà thấy còn có cái lục nữa mà. Ảo đấy. Chặng này là S12 để phóng lên map này khá là mạnh nè. Trời ơi dính kiếm nữa, vãi trưởng. Có bộ trận này thấy không ai vượt kịp mình ơi. Nó tính ra tôi chưa đua à, trời ơi mà tính gáy cái thôi khỏi đâu. Làm cái pha đâu gáy cái gì nữa mà gáy. Không mà nói chung là trận này đua ao nhai đối thủ á. Đua cũng được phút 47 nè. Cũng ngon nhưng mà bằng phách mắt này tôi được phút 44. Cũng như không. Thôi nói chung là để tôi chen bữa nào tôi rảnh. Để bắt chước chân nào bữa nào tôi chen lại xong tôi đua tốt hơn cho mọi người coi ha. Chứ map đó thấy đùa đùa dân văn phách chẳng ok hơn. Ok, nói tiếp là vô nhà thờ Kunden. Chiến này tôi lần lượt tôi đem bếp bóc bay vô map này nha. Chứ thường bếp này tôi đem con trước diễm để sẵn tiện lấy đi cho đầu game. Mà tại vì con S12 này nó có cái vạch tăng tốc đầu game nên nó tăng tốc á. Nên tôi lấy thử con bếp này xem coi có kỷ lục nữa không nha. Đó, hôm nay là tôi thấy tôi linh tay hay sao. Hôm qua thì tôi đăng quả video má lỗi tùm lum ta la. Hôm nay làm quả video nghiêm sự túc cho anh em coi nha. Ok vô. Ô, ông nói là mẹ gì ông S12 như nhau mà phóng mới ghê vậy bà nội. Ồ căng 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 chặng này căng. Chặng này có một khứa tàu hựa này đua căng nè. Để xem để xem. Cũng cũng S12 luôn. Tạch nè tạch nè nè đấy. Ủa không tạch đó căng như ba esu. Cứ đe su lỗi nha, tôi mới để ý mắm nha, cứ đe su đụng tường nha. Cây trời ơi, ông mới lỗi phải một tôi bỏ xa ông một khúc luôn kìa. Mọi người trên map á, tôi vừa đua vừa nhìn map á cho nên mọi người biết liền á. Kiếp siêu chuyển hướng nè, siêu chuyển hướng
suy hướng cái nữa nè. Đó, à không, cái này lỗi. Không được công. Làm siêu hướng nè. Siêu chuyển hướng nè. Spamicho. Làm mấy quả cái hết thấy mặt kia luôn ta. Má mới gáy nữa, tí nữa lỗi vậy. Ê. Trụ má, mới gáy coi cái. Ơ. Anh em, what the fuck? 1 phút 16, má tôi gáy gì mà tôi được 1 phút 16 kìa. À mà thôi, video của đây cũng xin kết thúc nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video tôi rất nhiều. Đừng quên cho tôi xin một like, một đăng ký nha. Mà nếu mà tôi bất ngờ là 1 phút 16 quá heo. Không ngờ luôn ấy. Ok, và anh em đừng quên chia sẻ video này nha. Bây giờ tôi xin bye bye.